Xin chào các bạn. Giờ này ở nhà chắc các bạn đang ăn phồng tôm, ăn bánh chưng, và mình thì đang làm video review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài so sánh giao diện của chiếc Sony Xperia T khi 4.0.4 được nâng cấp lên 4.1.2. Bên cạnh những giao diện mới, nó còn có rất nhiều tính năng cũng như cải tiến một số tính năng media của Sony. Và mời các bạn cùng theo dõi video. Ở đây mình đang có hai chiếc Xperia T, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Xperia T thì màu trắng thì nhìn phía sau. Thì chúng ta hãy xem với Xperia T khi lên 4.1.2 thì nó có những gì mới. Đầu tiên thì từ màn hình khóa, các bạn nhận thấy sự khác biệt trên chiếc Xperia T này. Đây là giao diện hình khóa trên chiếc Xperia T 412 và đây là 404. Bạn để ý với Xperia T 404, nó chỉ có tính năng làm xem đồng hồ và truy cập điều khiển nhạc. Và là bạn có thể vút qua truy cập camera bán lốc. Nói chung là mình nhìn thấy nó khá là nhàm chán. Riêng với Xperia T khi chạy 4.1.2 lại có rất nhiều điểm mới. Với kiểu unlock của nó rất là hay. Chúng ta thì kiểu là cái kéo cái màn của cái cửa sổ nha bạn, kéo lên nhìn này, hiệu ứng của nó rất là ấn tượng. Vút qua không có tác dụng gì, các bạn thì vút lên hoặc vút xuống để unlock. Ngoài ra ở trên này để bên cạnh đồng hồ, chúng ta lại có hai phím tắt gồm phím nhạc và phím camera. Các bạn thì vút từ trái qua sẽ mở nhanh công cụ điều khiển nhạc, vút ngược lại để tắt nó đi. Camera thì cũng vậy, camera các bạn chỉ cần vút qua một phát là nó sẽ tự động chụp hình luôn, chứ không phải bấm phím chụp nữa. Đây, bạn nghe tiếng chụp, tôi sẽ back lại. Đây chính là màn hình khóa của chiếc Xperia T khi đã lên 4.1.2, đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta truy cập vào màn hình chính. Với màn hình chính thì đầu tiên mình sẽ nói về cái theme. Trước đây theme của chiếc Xperia T cũng như tất cả thiết bị Xperia khác khi chúng ta đổi theme chủ đề thì rất tiếc là nó chẳng có thay đổi gì nhiều, chủ yếu là nó chỉ thay cái màu hình nền này và cái màu của cái setting của bạn là nó sẽ thay đổi màu tương tự, cũng như là cái màu nền của một số tính năng như là điện thoại, danh bạ. Nhưng riêng với Xperia T khi nó lên 412 thì chúng ta thay đổi theme, các bạn có thấy là cái giao diện, đây là giao diện tùy biến màn hình home. Với Xperia T 404 mình chỉ bấm vào thì nó hiện giao diện này. Còn với 412, giao diện nó đẹp hơn rất là nhiều. Giao diện theo kiểu 3D và các phím tắt được truy cập ở dưới. Chúng ta có thể chọn chủ đề. Chủ đề này nó theo đồng bộ luôn này, có Xperia này, Sapphire vân vân. Những cái bộ theme này nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với cái bộ theme trước đây. Thì cái bộ theme này của chiếc Xperia T khi bộ lên 412 đẹp hơn rất nhiều. Các bạn thấy nó sẽ thay đổi cả màu sắc của các cái phím tắt luôn. Nói về phím tắt, các bạn để ý với phím tắt trên chiếc Xperia T khi lên 412 thay đổi cái icon Bluetooth của chúng ta. Ngoài ra các bạn để ý là cái vị trí của cái thông báo này, hiển thị về thời lượng pin này, hiển thị về thời gian đồng hồ thì nó không còn ở đây nữa mà nó sẽ được đẩy xuống dưới đồng hồ ở đây và ngày tháng hiển thị ở dưới này. Rất là hay. Ở đây về giao diện đa nhiệm, các bạn để ý giao diện đa nhiệm này của chúng ta không có gì khác biệt ở bên này. Nhưng mà các cái tính năng gọi là mini apps của Sony là các cái ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng bật lên cửa sổ chạy mọi lúc mọi nơi thì cái biểu tượng của nó cũng được thay đổi sắp xếp lại, nhìn nó to và rõ ràng hơn rất nhiều so với phiên bản cũ trước đây. Cái giao diện màn hình home này khi mà mình bấm edit, chúng ta có thể thêm được các tiện ích. Đây mình bấm vào dấu cộng thì các tiện ích sẽ được sắp xếp ở mục này. Còn ở đây chúng ta tiện ích sẽ được thiết kế theo kiểu chiều ngang. Các bạn thì truy cập theo kiểu chiều ngang, vuốt qua vuốt lại chúng ta add ra màn hình home. Ngoài ra thêm một chút về widget, các bạn thử để ý với chiếc Xperia T của mình 404, mình chạm giữ vào không hiện tượng gì xảy ra. Nhưng lên 4.1.2 nó cho phép các bạn tùy biến lại các cái kích thước của widget này, để các bạn có thể trang trí lại màn hình home của mình cho phù hợp hơn. Còn với cái bản 404 là mặc định một widget, nó chỉ có một kích thước duy nhất, giờ không thể tùy biến lại được. Các bạn để ý một chút, ở dưới cái thanh dock này của mình vẫn có 4 ứng dụng. Tuy nhiên thì trên bản 412 thì các cái dòng chữ tên của ứng dụng ở dưới dock thì hoàn toàn không có, đã bị loại bỏ đi. Thì khi chúng ta nhìn có thể rõ ràng hơn, biểu tượng tin nhắn thì cũng đã được thay đổi lại một chút. Nếu mà bạn nào tinh mắt thì sẽ thấy. Về cái giao diện này, giao diện ứng dụng mình sẽ mở các bạn xem. Thì cá nhân mình vẫn thích cái giao diện của 404 hơn vì nó là màu tối. Còn lên 412 nó đổi hoàn toàn thành màu sáng, mình nhìn nó hơi bị lóa mắt một chút. Cái này là đánh giá cá nhân, còn có thể các bạn thích màu trắng hơn. Kể cả sang danh bạ của các bạn cũng vậy, nó sẽ toàn bộ là đổi sang màu đen, từ tông màu đen sang tông màu trắng hoàn toàn. Các bạn để ý đây, toàn bộ giao diện đã đổi sang, kể cả tin nhắn cũng vậy. Các bạn vào giao diện tin nhắn, các bạn thấy là bên này là giao diện màu trắng, còn đây là hoàn toàn là giao diện màu đen hết. Lên bản 412 đã có một số thay đổi tương tự như vậy. Về cái app drawer là nơi các bạn hiển thị ứng dụng thì bạn giao diện hoàn toàn khác nhau. Ở đây bên này chúng ta có thể liệt kê này, liệt kê thứ tự sử dụng ứng dụng thì bên này cũng có. Tuy nhiên thì với 412 các bạn đã có khả năng tạo được folder trong menu luôn. Đây rất là hay. Còn với phiên bản 4.0.4 này chúng ta không thể tạo được folder. Ứng dụng sẽ liệt kê theo hàng ngang như này. Các bạn sẽ bấm vào một phím sau đó có thể bấm xóa ứng dụng. Còn với phiên bản này thì chúng ta có thể bấm gõ cài đặt sau đó sẽ tìm ứng dụng muốn xóa và xóa nó đi. Thì chính cá nhân mình thấy thích cái giao diện của 412 hơn. Thì chúng ta có thể thiết lập folder tránh cho cái menu ứng dụng mình trải dài quá nhiều. Rồi đến với phần cài đặt. Ở phần cài đặt các bạn để ý một chút thì các cái cần gạt để bật tắt wifi bluetooth thì nó hoàn toàn là giống với chiếc Xperia Z, nhìn nó sang trọng và đẹp hơn rất nhiều. Mình sẽ bấm thử phím
tăng giảm âm lượng. Các bạn thấy là kể cả phím tăng giảm âm lượng cũng được làm lại theo kiểu tương tự như vậy, nhìn nó rất đẹp và sang trọng. Còn với phiên bản 4.0.4 thì nó giữ nguyên cái giao diện tăng giảm âm lượng mặc định của hệ điều hành Android. Về một số tính năng khác mà Xperia T khi được nâng cấp lên 4.1.2 sẽ rất hay. Đầu tiên là vào Walkman. Walkman thì trình chơi nhạc vẫn giao diện tương tự. Tuy nhiên thì cái cải tiến âm thanh trên 4.1.2 thì chúng ta đã có thêm cái tính năng Clear Audio Plus. Các bạn có thể vào cài đặt. Đây, chúng ta có tính năng Clear Audio Plus. Các bạn có thể kích hoạt nó lên và các bạn có thể cải tiến âm thanh tương tự như phiên bản cũ này. Clear Audio Plus thì đã giới thiệu trên Xperia V cũng đã có. Về album thì trên 4.0.4 nó có 3 tab ảnh, bản đồ và trực tuyến. Còn 4.1.2 chỉ rút gọn lại còn 2 tab. Thì cái mục ảnh này thì tương tự nhau, tuy nhiên sang mục album của tôi, các bạn đã thấy là với 4.1.2 nó tổng hợp 3 dịch vụ gồm Facebook, Picasa và album camera. Còn bên dưới này sẽ có các cái mục lưu trữ bộ nhớ trong này, xem theo bản đồ. Thì ở đây thì nó được tách ra bản đồ này và trực tuyến. Trực tuyến này của Sony là có thể xem được trên Facebook hoặc Picasa. Với cái việc tổng hợp lại nhìn gọn hơn, người dùng có thể quan sát cũng như kiểm soát được cái bức ảnh của mình tốt hơn rất nhiều. Về cái ứng dụng này, xem phim thì không có gì khác biệt. Và cuối cùng mà mình thấy cái nâng cấp đáng giá nhất chính là về cái camera. Camera Xperia T có độ phân giải là 13 megapixel và khi nâng cấp lên nó có một số tính năng rất là hay. Đây là giao diện chính của hai chiếc máy này khi lên Android 4.1.2 và 4.0.4. Các bạn đã thấy là ngay cái sự khác biệt, chúng ta sẽ có thêm một cái phím là phím quay phim nhanh. Thay vì cần gạt chuyển giữa chụp ảnh và quay phim trước đây của Sony thì mình cảm giác nó giống như kiểu HTC, bấm vào sẽ quay phim luôn chứ chúng ta không phải chuyển qua như Samsung nữa. Nếu như trước đây Xperia T chỉ có 4 cái gồm có nhận diện cảnh bình thường, camera trước và quét toàn cảnh, thì với phiên bản 4.1.2 nó sẽ được nâng cấp lên rất nhiều, chụp bình thường này, hiệu ứng ảnh. Hiệu ứng ảnh là tính năng này giống như Xperia V mình đã giới thiệu, có sẵn 9 cái bộ lọc ảnh đây, các bạn có thể chụp được luôn, chúng ta không phải cài thêm bất cứ ứng dụng bên ngoài vào như Instagram hoặc là camera 360. Nó có tính năng tự động cao cấp là tính năng bao gồm nó sẽ tự nhận diện ra 9 khung cảnh khác nhau và tự động chụp sao cho hợp lý, giống hệt như chiếc Xperia V. Như vậy những cái lợi thế Xperia V trước đây thì khi lên 4.1.2 của một số thiết bị này đã không còn là của riêng của nó. Sony mang lên nhiều thiết bị hơn. Chúng ta có quét toàn cảnh này, chụp camera trước, quay phim, vân vân. Tiếp theo là một cài đặt, các bạn có thấy là một cài đặt của chiếc Xperia T cũng có nhiều cài đặt hơn rất nhiều khi lên 4.1.2. Ở đây chúng ta có thể chỉnh flash này, chụp tự động, gắn địa lý, vân vân. Thì đây nó còn có khả năng cài đặt khởi động nhanh này, cài đặt và chụp này, xem trước, âm bấm máy, bộ nhớ dữ liệu, vân vân. Ở đây là mình đang có cái giao diện quay phim, các bạn sẽ để ý. Trên chiếc Xperia T khi lên 4.1.2 chúng ta còn có một phím chụp ảnh trong quá trình quay phim. Đây là tính năng mà trước đây trên chiếc Xperia XS có, nhưng trên các thiết bị cao cấp hơn lại Sony lại bỏ đi. Đấy là một điểm yếu khi cạnh tranh với lại Samsung và với HTC. Một tính năng rất là hay khi chúng ta cần. Thì cái ảnh này nó chỉ lưu ở độ phân giải 1 megapixel, không cao cho lắm, nhưng với độ phân giải HD cho chất lượng cho thấy là tạm được. Ở đây chúng ta có một phím quay nhanh này, giúp chuyển camera trước và camera sau. Còn với trên này thì chúng ta phải chuyển cài đặt, mất thời gian nhiều hơn. Thêm một điều nữa là về cái độ mượt trong quá trình sử dụng, mình sẽ chỉnh cái tốc độ khung hình của hai chiếc máy này lên xuống mức thấp nhất để các bạn thử kiểm tra xem 4.1.2 với Project Butter có thực sự mượt hơn nhiều hay không. Bây giờ mình sẽ thử xem là hai chiếc máy này, xem là máy nào sẽ chạy mượt hơn. Các bạn đã thấy là khi mình bấm cùng lúc, Xperia T khi lên 4.1.2 vào ứng dụng có vẻ nhanh hơn, nhanh hơn rất là rõ ràng. Và bây giờ ta sẽ thoát xem là máy nào thoát thì không khác biệt cho lắm, tuy nhiên vào ứng dụng thì nhanh hơn. Vào camera, camera tương đồng nhau. Back về home. Và mình sẽ thử tiếp một ứng dụng cuối nữa thôi, ta sẽ kết thúc ở đây. Walkman, vâng. Thì các bạn đã thấy là khi lên 4.1.2 với Project Butter thì rõ ràng chiếc Xperia T của chúng ta tỏ ra mượt mà hơn, thậm chí là kể cả điểm hiệu năng của nó cũng sẽ cao hơn so với lại thiết bị Xperia T chạy 4.0.4. Ở trên màn hình mình sẽ có một số cái điểm hiệu năng, các bạn có thể xem và so sánh 4.1.2 và 4.0.4 khác biệt nhau như thế nào. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái bài so sánh. Mặc dù lên 4.1.2 có nhiều cái hay thời đấy, thích thời đấy, tuy nhiên mình phát hiện ra là nó vẫn còn một cái điểm tù. Các bạn sẽ để ý, trước đây trên chiếc Nexus 4 mình review có nói là ba cái phím cảm ứng này của nó, thì khi mà mình vuốt từ dưới lên, truy cập Google Now, các bạn đang chơi game hoặc là dùng các tính năng khác, vuốt phải là rất là khó chịu. Thì với 4.0.4 thì chiếc Xperia T không gặp vấn đề gì, nhưng rất tiếc là khi lên 4.1.2 thì nó lại dính vào cái phốt này. Các bạn thấy là mình vuốt lên thì lập tức sẽ truy cập Google Now, không biết là bạn ở đâu, bạn đang làm cái gì, chỉ cần vuốt từ dưới lên thì bạn lập tức sẽ truy cập cái tính năng này. Đấy là dẫn đến cái khó chịu mà khi mà mình chơi cái game Fruit Ninja, mình thường xuyên mà chém chuối quá tay, y rằng lại truy cập, rất là bực mình. Vậy như vậy là mình đã hoàn thành xong các bạn bài so sánh Xperia T khi lên 4.1.2 và 4.0.4.
chỉ vì cái Google Now này thì có lẽ không đáng cho lắm để chúng ta nói không với lệ 412. Và các bạn muốn cập nhật thì có thể xem hướng dẫn trên sforum.vn hoặc đem qua 7S. Nhân viên kỹ thuật chúng tôi sẽ giúp các bạn nâng cấp lên 4.1.2 cho thiết bị này. Các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi thêm các thông tin công nghệ khác của 7S. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.